sao các bạn lại đến với chương trình Đường lên đỉnh núi Oloya? Ngoài ra thì bạn có yêu thích một cái bộ môn khá hay, đó là múa quạt. Bạn có thể thể hiện một vài đường múa quạt cho chúng tôi xem được không ạ? Dạo này em còng lắm, mọi người thông cảm. Còn đéo thông cảm thì thôi, mệt. Thấy em chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen, kẻ người thon thả đi vào đôi cờ đòn. Thúy Kiều là chị, em là... Là Diễm My nè mọi người ơi, không tin em cắn môi cho mọi người xem nha. Không ai yêu mình. Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu? Nhà chồng em ở đâu? Chị em được không ạ? Oh,
em thích những điều mới là về tính mình cũng. Mọi người nhấp vào link để tải app về và follow ED Tiên 2401 để xem mình livestream 18 giờ hàng ngày nha. Sài Gòn năm 1975, vì nụ cười của em đẹp như ngày giải phóng. Và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy dựa
nguyên tắc của mình là không theo đuổi đàn ông. Mình theo đuổi cuộc sống của mình. Mình sẽ luôn làm cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn, hoàn thiện bản thân từ trong ra ngoài. Mình nghĩ rằng là điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ tập trung vào cuộc sống của chúng ta và người phù hợp sẽ xuất hiện. Chị mặc như này. Chỉ còn 4 chỗ, lượn một phòng cho thời gian trôi. Nhìn mấy thằng khi đó khốn khổ, lấy cô em và xin trên môi. Tay anh thì cầm chặt tay lái, còn mấy em gái đang ngồi sau xe, giữ chặt. Khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi.